Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn mướp trồng trái vụ rất là đẹp. Đây quý vị các bạn thấy, tuy là trồng thời tiết khắc nghiệt, trời thì lạnh, không thì nhiệt độ cao như là mùa hè, cho nên là những cây mướp vẫn sinh trưởng phát triển rất là tốt. Đây các bạn thấy quả sai từ gốc đến ngọn. Và đặc biệt mùa này thì không lo bị giông gió gây đổ dàn. Và mình ra hỏi bác chủ vườn xem là hiện nay giá mướp được bao nhiêu tiền một cân các bạn nhé. Và xem là cô ý trồng cái vườn mướp này vào tháng mấy và giờ này đã được quả như này rồi. Cô có vườn mướp đẹp thế cô ạ. Cứ nằm ơn cho hỏi là cái cây mướp này nhà cô trồng từ tháng mấy đấy ạ? Cây mướp này nhà cô là trồng từ tháng cuối tháng 8. Cuối tháng 8 ạ. Cuối tháng 8 năm sang đầu tháng 10 thì là được thu. Dạ vâng. Đây gọi là mướp trái vụ cô nhỉ? Đúng rồi. Đây là mướp này là mướp trái vụ. Mùa này thì cũng không có người trồng mấy. Vâng. Thì giá cả như nào cô? Giá thì bây giờ cứ tại cửa vườn, cắt lên cửa vườn là người ta đến người ta chở luôn cho thì là 18.000 một cân. 18.000 một kg ạ? Ừ. Cô với cái dàn mướp sai như này thì cô chảy mỗi một lần cái vườn này được bao nhiêu kg cô? Mỗi một lần cô chảy như hôm qua là được 49 kg. Đấy là chảy bói cô nhỉ? Đây là chảy lần thứ hai. Dạ vâng. 49 gọi là 50 kg tròn thì nó rơi vào 900.000 cô nhỉ? Đấy. Thế khoảng bao nhiêu là ngày chảy một lần được cô? Cứ cách một hôm thì cô chảy một hôm. Vâng ạ. Hôm nay cô không chảy thì mai cô lại chảy. Thế thì nó cũng chả khác gì cái mướp chính vụ cô nhỉ? Mướp chính vụ thì ngày nào cũng phải chảy. Nhưng cháu thấy là cái mướp nhà cô trồng trái vụ như này nhưng mà quả sai này, xong là mã rất đẹp cô nhỉ? Vâng, mã đẹp thì là mình phải tưới cái loại phân vi lượng ấy thì là nó được mã được đẹp. Vâng, thế cô tưới phân vi lượng thì cô rắc cái loại phân gì nữa? Cô chỉ rắc cái đầu trâu hai màu xanh tím nữa thôi. Vâng. Cô ơi, thế làm ơn cho hỏi là cái giá mướp thì năm nào cái vụ này nó cũng thế hay là chỉ năm nay thôi ạ? Năm nào cũng thế, năm nào về mùa này nó cũng đắt. Vâng. Có năm còn được 25.000 một cân cơ. Vâng. Nay là được có 18-20.000 là cũng bình thường, không bằng năm ngoái năm kia. Vâng, thế thì năm nay rau nó ngập lụt thế mà giá nào như mọi năm cơ nhỉ? Cũng thế thôi. Để cháu hỏi cô là cái trồng cái mướp trái vụ này cái khó khăn nhất là cái gì hả cô? Trồng cái này thì nó cũng dễ trồng thôi mà, nó không có khó khăn gì cả. Vâng, thế nó cũng dễ canh tác hả cô? Dễ canh tác lắm. Trồng nó cũng như là các vụ đông xuân bình thường. Dạ vâng. Thế nào nhà cô là có trồng mướp vào mùa hè không cô hay là chỉ trồng vụ này? Có, cô trồng mùa nào cô cũng có. Nghĩa là quanh năm nhà cô có. Vâng, vâng. Cái đầu ra của cái mướp bán cái vụ này có khó không cô nhỉ? Rồi mùa này đầu ra thì dễ nhất trong các vụ của trong năm. Dạ vâng. Các mùa này là bán dễ lắm. Chắc là ít người trồng cô hay là như nào ạ? Không phải, mùa này tức là cái mướp thì nó cũng một là ít người trồng, mùa này người ta gieo rau. Vâng. Thì cái mướp này cũng ít người trồng. Cái đầu ra của cái mướp này thì mùa này thì dễ bán lắm. Dạ vâng. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Đây quý vị các bạn thấy mướp sai từ gốc đến ngọn. Và bác chủ vườn bác chia sẻ là trồng mướp vào vụ này cũng không gặp nhiều khó khăn như là cái mướp chính vụ vào mùa hè. Rất nhiều người cứ tưởng rằng có thể là vào mùa hè thì quả sẽ sai hơn mùa đông. Nhưng cô chủ vườn cô chia sẻ là mới chảy bói mà đã được 45 đến 50 kg. Ở đây chắc diện tích khoảng được 1 sào 2. Thì nó không kém gì cái mướp chính vụ các bạn ạ. Thông thường mướp chính vụ thì mỗi một lần chảy thì khoảng được 5 đến 70 kg. Hoặc là có thể đến chính vụ mà nó chảy rộ thì có thể đạt một tạ. Nhưng cái dàn mướp này cũng chưa kiến dàn. Cho nên cũng có khả quan là khi chảy rộ thì cũng sẽ được cái mức độ là một tạ đến một tạ hai. Và các bạn thấy lá mướp rất là xanh và mã của quả mướp rất là đẹp. Mình không ngờ được là trồng cái vụ mướp vào vụ thu đông này nó lại đẹp như thế này. Và bác chủ vườn bác chia sẻ là trồng trong cuối tháng 8 thì đầu tháng 10 bắt đầu đã thu rồi. Thì nó rơi vào khoảng tầm 50 đến 60 ngày tuổi là sẽ bắt đầu cho bói. Nếu các bạn có đất canh tác thì các bạn nên tham khảo cái vườn trồng mướp này. Và điều đặc biệt là trồng cái mướp vụ này thì không lo bị đổ dàn như là cái thời kỳ chính vụ.
Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.